Chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Vũ Trí. Mã số tự nhiên là 17141248. Sau đây em xin trình bày về bài tập 3 là thiết kế mạch tiêu tiết. Biết 16F887 với 16 led đơn, viết chương trình điều khiển 16 led chạy 10 kiểu khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái sơ đồ nguyên lý. Cái sơ đồ nguyên lý ở đây á, để tiết kiệm thời gian thì cho nên em vẽ sẵn. Thì chúng ta sẽ có một con bích kết nối với led qua hai cái bọt và C và D. Nó thì có mỗi con thì sẽ có một điện dở lấy hàng dòng là 220 ohm, một nút nhấn reset và một cái thạch anh với giá trị là 20 mA. Thì ở đây là toàn bộ về cái sơ đồ về mạch nguyên lý. Sau đây thì em xin chuyển qua đến cái phần code. Phần code thì đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo thư viện và khai báo sung block sử dụng sung ngoại với số là 20 MHz. Khai báo các biến mà chúng ta cần sử dụng. Thì đầu tiên thì trước khi vào các chương trình về hiệu ứng như LED thì sẽ có một cái chương trình là mình con nó chính là reset. Thì cái chương trình này có tác dụng nó chính là reset cái sau khi mà thực hiện các chương trình, thì khi mà gọi cái chương trình con này ra thì nó sẽ reset lại chơi, đặt lại cái giá trị mà lúc ta gán trên đây cho những cái biến sau đây. Đầu tiên với cái hiệu ứng đầu tiên nó chính là sáng tắt led 3 lần. Thì sáng tắt led ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dòng lọc for y chạy từ 0 và y với 3, là y nó chạy bao gồm chạy 3 lần. Thì ở dưới dòng lệnh thì ban đầu mình sẽ sức ở bút ở bậc C và bậc D cho sáng tất cả sáng 16 con led, sau đó delay khoảng 30 mili giây và tắt tất cả các con led, sau đó lại delay thêm 30 mili giây. Rồi thực hiện lại trong cái việc này trong 3 lần thì sẽ kết thúc. Tiếp theo là đến sáng tắt dần từ trên xuống dưới. Thì ở đây thì do là kết nối cái kiểu led này từ trên xuống dưới nên em ghi cho dễ hiểu, nhưng cũng có thể hiểu ở đây là từ đây là bên trái dịch vào, ở trên đây là trái thì dịch từ trên xuống dưới là dịch trái sang phải, mà ngược lại như là dưới lên trên là phải sang trái. Thì đầu tiên với cái chương trình này cho có 16 led thì chúng ta sẽ cho một dòng lọc for chạy từ 0 đến cho từ 0 và y bắt đầu từ 0, y bé 16 và y tăng lên 1 trong mỗi lần thực hiện. Biến y dài này thì sẽ được gán là bằng thằng y mà dịch qua trái một bit và cộng một bit một lên, thì nó sẽ xuất ra bậc C là thằng y, còn bậc D thì biến y này có giá trị là 16 led, 16 bit, nên là cần phải dịch qua phải 8 bit để xuất được ra đâu bậc D. Sau khi cái chương trình thực hiện xong chương trình sáng dần thì đến với chương trình là tắt dần. Tắt dần thì nó cũng tương tự, thay vì cộng 1 vào thì nó chỉ dịch một bit, dịch đẩy bit 0 vào để bit 0 vào phía bên trái, để bit 0 vào cho nên khi tắt hết 16 led. Thì tắt dần thì dưới lên trên thì nó cũng tương tự. Nhưng dần từ dưới lên trên thì nó tương ứng như là từ phải sang trái thì thằng y thì cũng cho dòng for chạy và for chạy từ không, y chạy từ không và y bé 16. Thằng y lớn ở đây thì chúng ta sẽ thay vì dịch trái thì chúng ta sẽ dịch phải và cộng cho một cái con số có giá trị là sẽ gì như phân, nếu ở đây là 1 bit 1 ở đầu và 15 bit 0 ở phía sau thì cũng xuất ra hai bọt C và D. Ở đây phần về phần tắt dần thì cũng tương tự, thì dịch phải đẩy
mỗi lần ý nghĩa tăng thì nó sẽ đẩy bit không vào, đẩy bit không vào cho đến khi tắt hết 16 led. Tiếp theo đến là cái chương trình về sáng chạy. Thì sáng chạy thì là một điểm, thì ở đây thì khi ví dụ led D1 sáng thì tiếp theo sẽ led D2, D3 sẽ sáng dần, sáng chạy, điểm sáng sẽ chạy suốt 16 led. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng lòng vòng là for như cũ và các lệnh output để xuất ra những cái bột C, bột D như cũ. Và ở đây sử dụng biến Z, thì biến Z thì dịch từ trên xuống dưới, cho nên là biến Z nó sẽ dịch từ trái một bit, từ trái sang một bit, đẩy vào một bit, Ở đây biến Z do là biến Z ban đầu chúng ta đặt là 1, nên là cứ biến 1 nó sẽ chạy từ led 1 đến led 15, từ led 0 đến led 15. Đến cái chương trình từ sáng chạy từ dưới lên trên thì nó cũng tương tự, thay vì đẩy bit 1 vào phải bên trái thì nó đẩy bit 1 vào bên phải, thì bên phải đẩy vào đẩy vào. Thì ở với biến ít ở đây chúng ta cũng đã khai báo là một số 1 và 15 số 0, nên là khi thằng y tăng và dòng lệnh này sẽ được thực hiện là đẩy bit không vào, thì biến bit 1 sẽ được dễ dần vào, thì led sẽ nó sẽ chạy suốt 16 led, điểm sáng nó sẽ chạy suốt 16 led. Tiếp theo đến là cái chương trình nó là sáng dồn từ trái từ trên xuống dưới. Thì ở bài này á, thì chúng ta thì thực hiện là ta sẽ khởi tạo một cái biến A là 16 cho y chạy, thì như ban đầu thì nó cũng giống như là từ sáng sáng dần sẽ thấy cái điểm sáng chạy từ 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 trái sang phải, thì cũng y và khi nó sẽ bằng lúc đầu nó bằng 0 thì bé 16 vậy cộng cái y mà được gán cho output ở đây á, thì được sẽ nó sẽ được gán bằng là bằng y cố định cộng cho y chạy, thì dòng y chạy ở đây á, sẽ được dịch qua trên trái một bit, thì nó cứ dịch rồi xong 16 led thì nó sẽ đến bước cuối cùng, thì y sẽ nó sẽ khó với một for, thì lúc này thì y nó đã bằng 16 là bằng bằng cái biến a, thì chúng ta sẽ trừ cái biến a đây đây một trừ trừ cái biến a sẽ trừ một giá trị sẽ còn 15 và reset biến y là 0, thì cái y cố định này sẽ được ghép bằng y lúc này thì có giá trị là 1000000 15 số 0 ở phía sau, và biến y chạy này sẽ được gán trở lại là bằng 1. Thì tiếp tục như vậy thì nó sẽ quay về cái dòng mà và cái lúc này á, thì thằng A nó vẫn lớn hay không, thì tiếp tục này nó sẽ vẫn quay về cái vòng lặp này. Tuy nhiên mà lần này thì nó sẽ yếm từ y bằng 0 và y sẽ bé hơn 15, thì nó cũng sẽ dịch led. Thì lúc này thì y cố định nó sẽ được bằng y cố định, thằng y ở đây lúc này sẽ bằng 1000000 15 số 0 cộng với cái biến y chạy mà cái ở đây nó sẽ thực hiện cái việc thực hiện cái chương trình là led sáng chạy, và tiếp tục nó sẽ thực hiện khi nào mà thằng A bé hơn không thì nó thoát khỏi vòng quay và nó kết thúc chương trình. Đến thời tiên dần tiếp theo là từ dưới lên trên. Ở đây thì thường nó sẽ một số lần ở đây từ dưới lên trên thì nó cũng tương tự, thì nó chúng ta sử dụng biến A thay vì y, biến A là 16, y cố định y ca tương tự, chỉ có khác là chúng ta sẽ sử dụng cái biến này là y chạy một là bằng là có giá trị ban đầu là 0x8000, thì là mình cũng tương tự như các bài trước là gồm một số 1 và 15 số 0. Thì tương tự thì ban đầu thì thằng y nó sẽ kéo bằng y cố định cộng với y chạy 1, thì sẽ xuất ra cái con led. Y chạy ở đây nó sẽ được bằng y chạy ở đây nó sẽ được bằng bit 1 bằng giờ dịch qua phải một bit, cứ dịch qua phải một bit
Khi nào hoàn thành xong 16 lần 16 led thì nó sẽ thoát khỏi vòng for. Đến đây thì nó sẽ trừ thằng A xuống còn 15, reset lại, biến chạy lại giá trị ban đầu và thực hiện như vậy cho đến khi nào xong. Tính tiếp theo là đến cái chương trình là sáng sen khẽ kẽ. Thì ở đây thì sáng sen khẽ led thì chúng ta chỉ thực hiện là output bậc C bậc D bo. Led này sáng thì led kia tắt, led này sáng led kia tắt thì tương tự vậy thôi, tương tự vậy. Trong đây dòng for thì nó thực hiện tổng cộng là for tổng cộng là 5 lần cái chương trình này thì nó sẽ thoát. Tiếp theo là đến cái việc chương trình là sáng từ ngoài vào trong thì từ ngoài vào trong thì mỗi lần ngoài vào trong thì ở đây thì chúng ta sẽ tách thành hai cái bọt với các riêng biệt khác nhau. Thì bọt C là 8 led khác nha, riêng, và bọt D 8 led riêng. Thì bọt C ở đây sẽ là sẽ sáng dần, thì nếu mà từ ngoài vào thì tương đương với bọt C là sáng dần từ trái sang phải, hay là gần hay còn được gọi là từ trên xuống dưới. Còn bọt D thì sáng dần từ dưới lên trên, hay còn gọi là từ phải sang trái. Thì vì lý do như vậy thì bọt C thì nó sẽ dịch, bọt C dịch trái một bit mà cộng một, còn bọt D thì sẽ dịch biến K này sẽ dịch phải một bit và cộng vô một cái giá trị, có một giá trị là không không ít 8000. Chỉ cái dòng for thì chỉ chạy từ 0 đến đến 8, do thì chỉ có 8 led. Tương tự tắt thì nó cũng tương tự thì thế nó sẽ dịch. Bây giờ bọt C thì nó sẽ dịch trái vào, dịch trái đẩy cứ đẩy bit không vào, đẩy bit không vào bên trái từ bên trái vào, còn bọt D thì dễ không từ bên phải vào. Cái này thì ngoài vào trong, còn có một cái chương trình từ trong ra ngoài thì cũng tương tự. Trong ra ngoài thì bọt C sẽ là từ dưới lên trên, còn bọt D là từ trên xuống dưới. Sáng bọt D, cái bọt C ở đây bọt C thì từ dưới lên trên nên là phải dịch phải và cộng thêm một bit, một con số mới có giá trị là 0x8000. Còn bọt D thì dịch trái và cộng một. Thì đây là tương tự, thì tương tự cái chương trình trên thì ở đây cũng thực hiện tương tự, là về sau khi tắt phần có về tắt thì là bọt C thì nó sẽ dịch phải, đẩy bit phải, dịch phải để biết xong từ bên phải vào một đơn vị, mỗi lần sẽ một đơn vị. Còn bọt C thì là để, còn bọt D thì để biết xong từ bên từ trái vào, mỗi lần là một đơn vị. Thì ở cái phần comment thì chúng ta sẽ sắp xếp trước bọt D, bọt C, bọt D là tất cả đều là ngõ ra. Thì chúng ta sẽ gọi cái hàm mà lần lượt là 10 cái hiệu ứng ra. Sau đây chúng ta sẽ test thử code. Chúng ta sẽ làm thử code của chương trình. Đầu tiên là sáng tắt led 3 lần, một hiệu ứng. Đây là sáng sen kẽ, đây là hai hiệu ứng hai. Đây là sáng sáng dần, sáng dần tắt dần từ trên xuống dưới. Đây là sáng dần tắt dần từ dưới lên trên. Thì tiếp theo đây là cái điểm sáng chạy từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Thì tiếp theo đến đây là sáng dột. Sáng dột đây là sáng dột từ trên xuống dưới, sáng dòng từ dưới lên trên.
nên là sáng từ trong ra ngoài, sáng dần từ trong ra ngoài, sáng tắt dần từ trong ra ngoài, sáng tắt dần từ ngoài vào trong. Thì đến đây thì cái chương thì chúng ta đã thấy là mô phỏng đã đúng với cái code chúng ta viết. Thì đến đây thì chương trình, cái bài tập phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.